Ok, nó hoạt động ngay chỗ này. Nó hoạt động ngay chỗ này, nó lắc cái cổ tay nó lắc qua lắc lại. Thì mình phải cảm nhận, mình phải ý thức vô cái pitch này nè, nó vừa chạm vô cái dây. Có nghĩa để cho nó đạt đạt được tốc độ tối đa. Có nghĩa là cái tốc độ đó mình không cho nó đi xa quá khi nó vừa vượt qua khỏi cái dây này. Thì mình phải cảm nhận được và cho nó quay lại trong cái khoảng cách nó càng gần càng tốt, để cho nó không bị đi xa quá, thì khi mà cái thời gian quay lại nó sẽ bị lâu hơn. Đó là lý do mình sẽ bị đánh chậm, và cái cổ tay này nó phải hoạt động trơn tru. Ok, làm chậm, cảm nhận, làm cho cái sao nó tròn, cái tiếng nó tròn lên xuống nó bằng nhau. Và nó hoạt động ngay chỗ đó, ngay chỗ cổ tay đó. Đánh nhẹ nhàng thôi và cảm nhận nó, khi mà cái phím nó vừa trượt qua khỏi cái dây đàn thì cho nó quay lại. Đánh chậm, đánh nhẹ nhàng. Và phải bám cái này, phải bám cái chỗ này nè, cái chỗ cổ tay dưới này lên cái con ngựa đàn. Thì nó sẽ hoạt động được cổ tay tốt hơn. Ok. Rồi, ok, cái này bám vô, cái này không đi quá xa và hoạt động ngay cổ tay.